cồn nổi giảm nao. Hãy quên đi quý vị ơi. Những ngày gần đây thì chúng ta bắt gặp được hiện tượng là cồn nổi trên địa bàn sông Dàm Nao của tỉnh An Giang. Đây cũng là một trong những hiện tượng bình thường của thiên nhiên thưa quý vị. Đừng vì hiếu kỳ mà chúng ta làm mất trật tự hay là gây ra những tin đồn gây hoang mang cho dư luận. Đây là cồn nổi Long Khánh, nơi đây tắm rất là mát nha, đặc biệt là rất là an toàn. Và đây cũng là một bãi cồn nổi khá là nổi tiếng, thu hút rất là đông du khách đến tắm vào mỗi mùa nắng nóng, đặc biệt là dịp hè hay Tết Đoan Ngọ. Đó là bãi tắm cồn Long Khánh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Trong những ngày thời tiết nắng nóng như hiện nay, nhất là những ngày cuối tuần thì thời điểm lý tưởng để du khách tìm đến bãi cồn Long Khánh là những bữa trưa nè. Ở đây có những cái hàng quán ta có thể nghỉ ngơi và ăn uống. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi với vẻ đẹp hoang sơ, bờ cát vàng trải dài hàng trăm mét, nằm cạnh bên sông Tiền thơ mộng. Bãi cồn này địa phương chọn để phát triển du lịch kết hợp với các điểm đến thú vị và làng nghề dịch tròn đình Long Khánh trăm năm tuổi, cũng như những ngôi nhà cổ kính được cất lên cách nay hàng trăm năm vẫn còn giữ được nét rêu phong cổ kính. Bởi vì thế cho nên giữa rất nhiều điểm lựa chọn trong mùa hè thì bãi cồn Long Khánh huyện Hồng Ngự vẫn được xem là điểm du lịch được nhiều gia đình lựa chọn, nhất là các bạn trẻ. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho người dân khi đến tắm tại đây, địa phương đã giăng dây phao và lắp đặt loa tuyên truyền nhắc nhở du khách giữ gìn an ninh trật tự và tránh ra xa bờ, cũng như những khu vực cảnh báo nguy hiểm. Địa phương cũng thường xuyên kiểm tra cho các chủ kinh doanh ký cam kết bán đúng giá, cũng như là không chèo kéo khách du lịch, và hơn hết là giữ gìn vệ sinh môi trường. Đây quả là điểm đến thú vị phải không mọi người?